Hello các bạn, mình vừa mới chạy lăng xăng, mình chạy đi để chở khách các bạn. Nhà mình cách chỗ khách là 6 cây, hơn 6 cây số. Mình khách điện, ấy là một người quen điện giùm cho khách. Sau rồi mình chạy lăng xăng, mình chạy qua các bạn. Mình vừa chạy qua tới nơi thì mình lại gặp cái trường hợp là khách người ta đã có xe khác đi rồi, ý là xe nhà của họ, xe của một người chủ của họ đi rồi, cho nên là rất tiếc là mình không đón được khách. Và cái đây là cũng là cái cú đầu tiên trong ngày của mình. Từ sáng tới giờ mình không có một cuốc xe nào hết, từ sáng tới giờ mình chỉ được một cuốc xe này thôi, và mình nghĩ chắc là đủ cho ngày hôm nay, đủ xăng, ai về đâu, bùm một cái mình đã không đón được khách các bạn. Đôi khi có những cái như vậy đó, nó có những cái nó cũng vậy, không theo ý mình muốn đâu. Nhưng mà một cái điều hay ở một điều là khách cũng nói chung nếu như taxi á, thì chắc cũng không có đâu, nhưng mà khách cũng thương tình là đã gửi lại 50.000, khách gửi lại cho cái người quen của mình á 50.000 để giao lại cho mình, coi như là cái tiền xăng cộ mình chạy đi chạy về các bạn, chứ còn khách thì mình không đón được. Nói chung là cũng buồn, bởi vì cả ngày chưa có cuốc nào, có cuốc thì rất là mừng luôn, chạy ngay lập tức luôn các bạn, mà cái quần vô là chạy liền ngay lập tức luôn. Nhưng mà rất tiếc là người ta đã có xe nhà chở đi rồi các bạn, cho nên là mình đi về thôi. Và vui cái là dù sao cũng còn được 50.000, coi như là bù lại cái tiền xăng mình chạy qua chạy về, vì nhà mình cách cũng hơi xa, cách 6 cây đi về hết 10 mấy 12 cây rồi. Đó các bạn, thì tự nhiên đang chạy về và hứng lên và muốn bật camera lên để chia sẻ với các bạn. 50.000 các bạn. Ok, dù sao thì cũng 50.000 mình đổ xăng cũng vẫn được các bạn nha. 50.000 mình đổ xăng thì mình vẫn có thể đi được vài khúc. Ok, dù sao cũng cảm ơn anh khách đã hỗ trợ. Nếu anh khách không hỗ trợ thì cũng chịu thôi chứ biết đòi ai. Đó là chuyện bình thường thôi các bạn. Rồi, có những người ta hiểu ý như vậy thì mình thấy cũng khá là vui các bạn. Họ không đi nhưng mà họ vẫn hỗ trợ như vậy thì mình cũng khá là vui. Được rồi. Mình kết thúc video tại nha. Hẹn các bạn vào những video lần sau. Chúc các bạn tự nhiên sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình. Thì mình là Lộc đây các bạn. Ok anh em, cuộc sống không phụ người có tâm. Mình vừa mới chia sẻ với anh em một cuốc xe 50.000 của mình bị một cuốc xe của mình và không đi được 50, mà mình được có, người ta chỉ có cho mình có 50.000 để bồi dưỡng thôi đó. Mình đang rất là buồn và mình chạy về. Ai về đâu, mình vút cuối cùng, vút 90 lại có một khách của em nó bắn qua cho mình. Rất là may mắn. Hai xị bằng nhau à. Cũng hồi nãy cái cuốc kia mình cũng hai xị, mình bị tụt mất thì mình đi bù kiếp này cuốc này hai xị anh em. Giờ thì về ăn cơm thôi. Bây giờ là 7 giờ rồi. 7 giờ tối rồi anh em ơi, giờ mới về ăn cơm với lại tắm rửa ăn cơm. Nếu mà có khách nào đi phố nhậu nữa thì mình sẽ chở khách đi kiếm thêm vài đồng, chứ ngày hôm nay được có một cuốc. Một cuốc xe, ôi dồi ôi. Có ngày này ngày kia, có ngày mình chạy sắp mặt luôn. Rồi có ngày người ta điện 3-4 người điện một lần, có ngày thì không có người anh em ạ. Thôi chạy lái xe thì vậy thôi, cuộc sống nó sẽ nó như vậy thôi. Nhưng mà cũng vui, dù sao nó cũng có những cuốc xe, những người khách, người ta vui vẻ, nói chuyện hài hước, cuộc sống cũng hay. Mọi người mỗi câu chuyện, thấy cũng khá thú vị. Thôi mình đi về đã, hẹn gặp anh em vào những video lần sau, chúc em được nhiều sức khỏe. Bye bye anh em nha. Mình đi về ăn cơm, tắm rửa cơm nước đây, bye anh em.